Một công ty ở Đồng Nai đã tặng vàng cho 194 công nhân viên đang làm việc nhằm tri ân đóng góp của họ cho doanh nghiệp này. Thông tin này đã làm không ít người bất ngờ bởi lẽ trong mùa dịch COVID-19, khá nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm nhân sự hoặc là giảm lương của nhân viên. Theo đó, mỗi công nhân lao động làm việc đủ 15 năm tại công ty sẽ được trao tặng một chỉ vàng P&J. Việc tặng vàng nhằm vinh danh cũng như tri ân sâu sắc của công ty đối với những cống hiến của nhân viên trong suốt thời gian vừa qua, động viên người lao động tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm. Hoạt động này là một trong những nội dung đã ký kết trong thỏa ước lao động tập thể vào năm 2017, nhưng đến nay mới có một số công nhân làm đủ 15 năm do công ty thành lập vào năm 2005. Việc trao tặng vàng cho công nhân được thực hiện theo từng quý. Với 26.000 lao động, dự kiến thời gian tới sẽ có cả ngàn công nhân đủ thâm niên 15 năm nhận được món quà tri ân từ công ty. Bên cạnh đó, tại Hà Nội, một doanh nghiệp về dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin tại Việt Nam đã tuyên bố tiến hành trợ cấp cho toàn bộ nhân viên, bao gồm cả nhân viên thử việc, nghỉ việc, thai sản, số tiền 3 triệu đồng để người lao động yên tâm công tác. Lãnh đạo doanh nghiệp cho hay, tình hình dịch bệnh hiện nay, gia đình của cán bộ công nhân viên trong công ty phải tốn thêm các chi phí khác như chi phí giữ trẻ do trường học tạm thời đóng cửa, chi phí chăm sóc người cao tuổi. Ngoài ra, cán bộ công nhân viên cũng phải chuẩn bị sẵn sàng những điều kiện cần thiết trong trường hợp làm việc ở nhà. Tuy số tiền không nhiều, nhưng công ty mong nhân viên có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này và bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và đồng nghiệp. Tương tự ở thành phố Hồ Chí Minh, một công ty bất động sản sẽ không áp dụng chính sách giảm thu nhập, giảm lương hay cắt giảm bất kỳ nhân sự nào trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài. Giữ nguyên chính sách phúc lợi hiện hành như phụ cấp hiếu nghĩa cho cha mẹ, phụ cấp cho con nhỏ, chính sách bảo hiểm hay du lịch định kỳ. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, doanh nghiệp sẽ hỗ trợ thêm 1 triệu đồng một cháu một tháng cho con của cán bộ nhân viên dưới 19 tuổi. Cơ chế này bắt đầu từ tháng 3 năm 2020 cho đến khi các cháu đi học lại theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh, các doanh nghiệp không những là không cắt giảm nhân sự mà còn hỗ trợ nhân viên là điều đáng trân trọng. Chỉ mong dịch qua mau để mọi thứ sớm được vận hành trở lại.